Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lại vừa than đau. Nguyên nhân khiến ông Trọng than đau vẫn là đảng viên hư hỏng đến mức Đảng Cộng sản Việt Nam phải kỷ luật và càng ngày càng nhiều cá nhân bị kỷ luật nằm trong nhóm có thể khuynh đảo chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên bình diện quốc gia. Xem xét quyết định kỷ luật đảng viên giờ đã lên đến cấp mà trước kia dân chúng không thể tin là có thể. Chỉ trong vòng 2 năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật 60 cá nhân mà chỉ cơ quan này mới có quyền định đoạt số phận của họ. Có một nghịch lý là ông Trọng càng than đau thì dân chúng càng sướng. Muốn biết dân chúng sướng cỡ nào, cứ vào mạng xã hội tiếng Việt xem cảm xúc của thiên hạ trước tin đồng chí Tất Thành Cang bị loại ra khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chẳng riêng dân chúng, báo giới cũng rung bần bật vì sướng. Diễn biến vừa kể cho thấy dường như cảm xúc của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và dân chúng Việt Nam chuyển động ngược chiều nhau. Giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam càng tỏ ra đau thì dân chúng càng cảm thấy sung sướng và ngược lại. Tuy nhiên, xét kỹ sẽ thấy cảm giác sung sướng mà nhân dân Việt Nam vừa đạt được ấy hết sức phù phiếm. Nỗi đau mà ông Cang gây ra cho dân chúng Thủ Thiêm, dân chúng Sài Gòn nói riêng và dân chúng Việt Nam nói chung vốn phải tính bằng thập niên. Nỗi đau ấy lồ lộ giữa thanh thiên bạch nhật nhưng không những vô sự, ông Cang còn được đẩy tới, nâng lên để khả năng gây đau đớn cho thiên hạ của ông Cang rộng hơn, sâu hơn. Tại sao ông Trọng không làm gì cả ngay từ đầu? Tại sao trong khi tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo toàn diện tuyệt đối tại Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa trước và khóa này vẫn tiếp tục lôi ông Cang vào, thậm chí còn chuyển ông Cang từ ủy viên dự khuyết sang ủy viên chính thức? Tại sao chỉ tới khi đèn xanh đã bật, báo giới mới dám phơi bày sai phạm của ông Cang? Tại sao phải để cả năm vừa ủ, vừa lật trái, sới, phải để toàn dân thấm thía nỗi đau đến kỳ họp lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới quyết định cho dân chúng Việt Nam cảm thấy sướng thêm một lần nữa. Dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay cả những cảm xúc vốn dĩ hết sức tự nhiên như đau và sướng cũng theo kế hoạch. Tổng Bí thư công khai bày tỏ nỗi đau thêm một lần nữa ngay sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 thông qua quy hoạch nhân sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, 2021 và 2026. Bởi cảm thấy rất sướng vì ông Tất Thành Cang bị loại ra khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Dân chúng Việt Nam quên rằng quy hoạch nhân sự lãnh đạo mà Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 vừa thông qua chính là con đường giúp ông Cang vừa đi tới vừa gieo rắc chông gai, khiến cuộc sống của họ thêm đẫm mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu. Đó cũng là con đường giúp những Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Trương Minh Tuấn, Trần Quốc Cường và nhiều những thành phần khác trở thành các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vào Bộ Chính trị, trở thành Bộ trưởng, Bí thư tỉnh, thành phố, Đà Nẵng, Đắk Lắk, vân vân, khiến kinh tế liên tục suy thoái, quốc gia nợ nần chồng chất, xã hội phải đối diện đủ loại vấn nạn. Có thể vì dân chúng Việt Nam dễ sướng và lúc sướng dễ mụ mẫm nên ông Trọng nói riêng và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn chủ động trong việc tỏ ra đau để làm thiên hạ sướng. Một Tất Thành Cang chỉ bị loại ra khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, cách chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đủ làm nhiều triệu người sung sướng. Sướng quá nên người ta quên tại sao những Anh, Tuấn, Cường, Cang sai phạm rất nghiêm trọng nhưng đến giờ vẫn chưa bị khởi tố để xem xét trách nhiệm hình sự. Tại sao? Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật
mà hệ thống tư pháp chỉ chuyển động khi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gật đầu. Trong tương lai, những anh Tuấn, Cường, Cang có thể trở thành bị can, pháp đình có thể luận tội, kết án cả những cá nhân như Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua. Nhưng chẳng lẽ sướng quá, có thể cho qua trách nhiệm của hệ thống đã lựa chọn sắp đặt những cá nhân này đã rõ ràng là bất lương, bất tài ấy vào vị trí có thể phát huy tối đa tác hại. Nỗi đau của ông Trọng và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫu rất khác với niềm đau của dân chúng Việt Nam, nhưng ít người để ý. Ông Trọng và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đau để củng cố, tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối tại Việt Nam. Cảm thấy sướng với nỗi đau ấy sẽ lệch lạc về cội rễ của niềm đau thật. Tại sao nhà cửa, ruộng vườn, tài sản có thể dễ dàng bị cưỡng đoạt, trở thành cơ hội làm giàu của một số cá nhân nhóm đến như vậy? Tại sao sinh kế bế tắc, môi trường sống ngột ngạt, hỗn loạn, hiện tại tăm tối, tương lai mờ mịt và vẫn đau? Không lo, vẫn mãn nguyện, sung sướng, thậm chí biết ơn vì có lo và dăm thanh củi bị đốt. Tại sao độc lập chủ quyền như chỉ mảnh treo chuông, nội lực quốc gia cạn kiệt, những lĩnh vực vốn là nền tảng cho tương lai của một dân tộc như giáo dục, y tế nát bét vẫn không đáng bận tâm bằng đồng chí nào lên, đồng chí nào xuống, cho dù xét về bản chất chẳng đồng chí nào khác đồng chí nào cả. Không biết có phải do Việt Nam mang số phận lời nguyền địa lý gắn với Trung Quốc hay không, nhưng từ sâu thẳm bao đời lịch sử đến nay đã có nhiều điểm tương đồng kỳ lạ giữa hai quốc gia này về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, vân vân. Và kể cả một cảnh đồng điệu dị thường của giới quan mang danh Cộng sản vào thời đương đại, giống nhau đến từng sợi tóc, từ lúc ăn cho đến lúc hình hài đu đưa lủng lẳng dưới một sợi dây thừng. Trong khi ở Trung Quốc, nhiều quan chức đã chọn phương thức tự sát chủ yếu là nhảy lầu và treo cổ, với địa điểm thường là nơi làm việc, nhà riêng, khách sạn hoặc ra ngoại ô, thì điểm tương hợp giữa Việt Nam cũng xuất hiện phương thức nhảy lầu và đặc biệt là treo cổ. Hiện tượng xảy ra hàng loạt với tần suất ngày càng cao, những cái chết treo cổ của cấp cán bộ, ruồi ở nhiều địa phương và trong nhiều ngành đang phản ánh cái tâm thế thà chết còn hơn ở tù của nỗi hoảng sợ dẫn đến kinh hoàng trong huyết quản nhiều cán bộ từ cao xuống thấp. 2018 là năm đã xảy ra số vụ quan chức các cấp tìm đến sợi dây thừng nhiều hơn bất kỳ năm nào trước đó, khiến bản danh sách những kẻ tuẫn tiết đến cuối năm 2018 có thể là phép cộng gộp cho con số của nhiều năm trước đây. Đầu tháng 11 năm 2018, vụ ông Võ Phi Anh mới có 54 tuổi và là Phó Tổng Giám đốc Senco 6, đơn vị thi công một số hạng mục thuộc công trình tuyến Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh, chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang văn phòng làm việc, có thể xem là dấu ấn nổi bật của một phong trào quan chức tự sát bằng dây thừng ở nhiều tỉnh thành trong nửa cuối năm 2018. Nếu dự án tuyến Metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh đã rước về quá nhiều tai tiếng về nạn đội vốn khống và nghi vấn cao về tiêu cực của những quan chức phụ trách dự án này, thì phần lớn những cái chết treo cổ tiếp theo của quan chức đều ít nhiều liên đới những vụ việc bị nghi ngờ là tham nhũng. Hàng loạt cái chết treo cổ khác gắn với những cái tên như NQV, 36 tuổi, là chuyên viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên. Đỗ Văn Thơm, sinh năm 1973, là cán bộ văn phòng đảng ủy xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Phạm Văn Dũng, 35 tuổi, quê xã Ngọc Khê, kế toán xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Nguyễn Văn Hội, phó trạm trưởng trạm quản lý nước và công trình đô thị huyện Krông Chro, Gia Lai. Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. TTP, 37 tuổi, cán bộ địa chính xã Châu Hòa, huyện Rồng Trôm, vân vân.
Có đến hàng chục hoặc hơn những cái tên quan chức loại ruồi đã rơi vào bản danh sách tử thần chỉ trong nửa cuối năm 2018. Những cái tên này lại mới phân bố địa lý khá rộng và khá đều ở vùng Tây Bắc đến miền Trung và Nam Bộ, bao gồm cả hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn. Thật ra câu chuyện trên đã dính màu tang tóc vào nửa đầu năm 2018. Liên tiếp nửa đầu năm của năm 2018 đã có ba quan chức Việt Nam tìm đến cái chết một cách hết sức bất thường, mở màn cho phong trào tự sát quan chức của năm nay. Vào tháng giêng năm 2018 có một trường hợp tự treo cổ là ông Nguyễn Hồng Lâm, Phó Bí thư Chủ tịch huyện Quốc Oai, Hà Nội. Khi đó, nước Hồ Gươm ở thành phố này bỗng dưng chuyển sang màu xanh sẫm. Vào cuối tháng 4, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hưng Yên, ông Vũ Thanh Bình bất ngờ nhảy từ tầng 2 của trụ sở làm việc xuống đất nhưng may mắn không tử vong. Đó là thời điểm ông Bình bị công an công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành khám xét trụ sở. Nhưng một cái chết mà đã gây chấn động ghê gớm trong ngành công an là Đại tá Võ Tuấn Dũng, Cục Phó Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 của Bộ Công an được phát hiện nằm chết và sau đó được Tổng cục Cảnh sát của Bộ này thông báo là đột tử. Mặc dù trước đó báo Môi trường và Đô thị đã thông tin là Đại tá Dũng tự treo cổ, vụ này xảy ra vào đầu tháng 5 năm 2018. Khác với vụ nhảy lầu của ông Vũ Thanh Bình nhưng thoát chết, Đại tá Võ Tuấn Dũng đã chết thật. Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần làm việc với ông Võ Danh Dũng tại trụ sở của C50 tại Hà Nội liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ có sự bảo kê của tướng Công an. Giai đoạn 3 đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đã khởi đầu trong bầu không khí cứa cổ như thế. Nếu vào năm 2019 và những năm sau đó xác nhận chính thức một làn sóng số đông quan chức tham nhũng tự sát ở Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng sẽ phải cảm ơn Tập Cận Bình đã đưa ông lên hình ảnh người cầm lưỡi hái vĩ đại. Bởi rất nhiều kinh nghiệm rất phong phú đã có từ chiến dịch đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình ở Trung Quốc, khởi động từ năm 2012 và khiến hiện ra hiệu ứng chết chóc năm 2013 cho đến tận bây giờ. Thậm chí có thể nêu ra một bản nghiên cứu đủ dài, đủ sâu, rợn người về kinh nghiệm quan chức tự sát ở Trung Quốc. Một tổ chức là Trung tâm Thông tin Nhân quyền Dân chủ Trung Quốc tại Hồng Kông đã thống kê trong năm 2015 số quan chức chết do tự sát là 1.500 người, năm 2016 đã tăng lên là 1.700 người. Tuy chưa có con số thống kê cho năm 2017 và 2018, nhưng chắc chắn số quan chức tự sát vẫn trên đà liên tục phát triển. Đối với nhiều vụ tự sát của quan chức Trung Quốc, mặc dù trong thông báo được phía chính quyền đưa ra để giải thích nguyên nhân tại sao quan chức tự sát luôn nói là do áp lực quá nhiều hoặc do những chứng trầm cảm, nhưng những lý do này không thể khiến công chúng tin cậy. Chẳng hạn vào ngày 9 tháng 7 năm 2014, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Lý Hải Hoa ngã từ phòng làm việc xuống và tử vong tại chỗ. Trùng hợp là trong ngày hôm đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Hồ Bắc sẽ dẫn ông Lý Hải Hoa đi điều tra. Sau khi ông Lý nhảy lầu chết, Cục Công an thành phố Hiếu Cảm lên tiếng xác nhận tại hiện trường. Ông có để lại di thư nói bản thân mắc nhiều bệnh, thường xuyên cảm thấy khó chịu nên chỉ có thể tự giải thoát cho mình bằng cách tự sát. Vụ Lý Hải Hoa ở Trung Quốc và cái chết đột tử của Đại tá Võ Tuấn Dũng ở Bộ Công an Việt Nam có thể được xem là một sự đồng điệu về nguyên do tự sát và cách giải thích vờ vịt lẫn che giấu của các cơ quan chủ quản. Nhưng trong dân chúng ở Trung Quốc lại luôn hiện ra nhiều đồn đoán được truyền tai nhau về nguyên do quan chức tự sát như sợ tội tự sát, giết người diệt khẩu và nhân quả báo ứng. Trong dân chúng cũng đưa ra nhiều đồn đoán đối với cái chết của những quan chức này trên bề mặt dường như lấy cái chết để trốn tránh tội. Nhưng nguyên nhân đằng sau có thể là vì để bảo vệ những quan tham có chức vị cao hơn hoặc là bị thế lực có quyền lực cao hơn
bức ép hoặc là bị diệt khẩu, vân vân. Một nhà bình luận thời sự ở Trung Quốc là Hoành Hà cũng đưa ra phân tích về phong trào quan chức Trung Quốc tự sát. Nguyên nhân bên trong chủ yếu cũng có thể do sự sát hại hoặc là do người khác ép buộc phải chết. Nếu nói là tự sát, nguyên nhân có thể nói là do áp lực chính trị lớn, ví dụ như bị điều tra, nhưng tình huống như thế không nhiều. Nguyên nhân tự sát này vào thời cách mạng văn hóa có nhiều bởi vì đa số bị oan, nên trong tâm khó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, hiện nay đa số quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều biết rõ là bản thân của họ có tội. Một nguyên nhân nữa có thể là do chịu tội thay cho người khác. Các phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc được hình thành chủ yếu là sự kết hợp nhóm lợi ích. Do đó, quan chức không thể nào vì lợi ích mà đi tự sát để bảo vệ người khác. Vì vậy, nếu như tự sát vì chịu tội thay người khác, có thể là do bị lấy tính mạng của người nhà hoặc tiền đồ con cái ra uy hiếp, nên bắt buộc phải đi tự sát. Có một quy định tương đồng giữa luật hình sự Trung Quốc và luật hình sự Việt Nam. Trong trường hợp nghi phạm đã chết, cơ quan tư pháp phải ngừng quá trình điều tra trách nhiệm đối với người này, khóa tài liệu điều tra và hủy bỏ tiến trình xét xử. Điều đó có nghĩa là cái chết của một người này sẽ chấm dứt các cáo buộc tham nhũng đối với họ, bảo vệ những người xung quanh và gia đình vẫn được sở hữu tài sản, cho dù chúng có nguồn gốc bất minh. Một số quan chức Trung Quốc bị nghi dính tham đã nói trong thư tuyệt mệnh của mình rằng họ muốn chính quyền tha thứ cho gia đình của họ. Theo kinh nghiệm ở Trung Quốc, các vụ việc tham nhũng trong nội bộ chính quyền Trung Quốc đều do Ủy ban Điều tra Kỷ luật Trung ương, có tên viết tắt là CCDI, xử lý. Các quan chức bị cáo buộc thường bị biệt giam để điều tra trước khi được bàn giao cho các cơ quan công tố. Công tố viên sau đó hỗ trợ công tác điều tra và ban hành cáo trạng. Tuy nhiên, song quy là một cơ chế nghiêm trị kỷ luật nội bộ. Vì vậy, chúng thường được bí mật thực hiện, không có một luật lệ cụ thể nào được quy định về thời gian tối đa để tiến hành song quy. Đã rất phổ biến triết lý này ở Trung Quốc, đã bị CCDI bắt giam thì không thể không có tội mà chỉ là tội nặng hay là tội nhẹ. Là những con người cứng rắn và hay chèn ép người dân, chính họ lại sợ những hình thức đối xử nghiêm khắc mà các cấp trên của họ thi hành. Một luật sư tại tỉnh Chiết Giang là ông Duan Zhulai phân tích về tâm lý chung của giới quan tham Trung Quốc như vậy. Tâm lý trên đã hiện ra rõ mồn một ở Việt Nam kể từ lúc cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng phải thốt lên một triết lý để đời của riêng giới quan tham cộng sản: hãy đối xử với bị cáo như một con người. Đinh La Thăng là một trong những quan chức cao cấp trực tiếp nhúng tay vào những vụ đàn áp người dân và đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền lẫn tự do tôn giáo ở Việt Nam. Và không thiếu nước mắt. Nước mắt đã lã chã tuôn rơi tại tòa của những quan chức công an quen thói vơ vét và đàn áp dân, nhưng lại không đủ can đảm để tự tìm cho mình một sợi dây thừng đủ bền để treo nổi một khối lượng gần một tạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình kế tiếp của chúng tôi.